Chú đây con. Sao sao ấy giọng khác khác nhỉ? Sao nhỉ? Gặp có chuyện. Chắc kiểu chị hay là mẹ nó mắng. Kéo mẹ con là đánh mẹ con, kéo mẹ con là đâu ấy. Ôi giời, nhưng mà rắn. Thôi kéo mẹ đi. Kéo mẹ ăn rắn đi. Thì con kia ấy, cẩn thận. Gãy đang là ấy rồi. Đi. Không. Ở chỗ nào Hương? Con ở chỗ nào, ở chỗ nào? Sướng ở đây đi. Chỉ cho chú. Sướng ở đây. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào khu trên kia gì? Ở chỗ trên kia gì? Bây giờ con. Ở chỗ rồi rồi, treo kia gì? Sướng mày ở đây đi. Mày ở đây với con bé đi, để tao lên trên đấy xong có gì thì anh gọi nhá. Trời ơi, nó vào cái khu vực dễ cây rồi chứ. Rồi. Nó vào cái khu vực dễ cây rồi. Mẹ nhanh thật nhé. Từ từ để đứng xem. Rồi, từ dưới kia lên trên này mọi người. Đây mọi người. Đấy anh em mình từ dưới đường kia lên trên này. Kinh thật. Thôi rồi. Ui giời, nó vào ngay gốc cây này thì không biết là. Rồi. Dưới này có đây. Sâu. Đây có đoạn lỗ này. Chỗ này nó làm một cái. Đây đây mọi người. Chỗ này có cái gườm nó tối om này. Đúng không? Đi ở đây này. Em nhìn sang ngoài xem nó có luồn ra ngoài nhé. Nhưng mà cái lúc mà anh chạy là nó lên đến chỗ đoạn này đúng không? Đấy, chỗ đoạn gốc đấy đúng không? Nó lên chỗ đấy, nó phi vào khu này thì không biết bây giờ nó vào hướng này hay là bên này cơ. Bởi vì lúc đấy là anh khuất bị trượt chân cái nó ngã. Mình không nhìn thấy là. Bây giờ phải tìm gì đó. Một kim đáy biển thôi. Ui giời này. Có. Thấy gì không? Bây giờ mà đào bới là đánh động cái nó bò lung tung nhá. Gườm này gườm ở chỗ cây thông rồi, trên tít trên kia. Em biết tại sao có cái gườm này không? Nó là một cái đường hầm nò này. Này là nó thụt xuống này. Nếu mà nó đã xuống sâu xuống như thế thì đúng là anh sợ nhất là nó có cái lỗ bụt phát xuống dưới cái đường hầm ấy. Đây em nghĩ là nó có khả năng nó thông sang bên này. Đúng không? Thấy chưa? Kìa cẩn thận. Ôi, nó đến tình thế. Úi à. Lỗ sâu lắm luôn. Lỗ sâu lắm luôn. Đất chỗ này nó gọi là chỉ bám ở trên những cái ấy này thôi. Bám ở trên rễ. Đấy, mất tiêu luôn mọi người. Thận dưới nó có lỗ sâu nhá. Đây để anh thăm này. Cái cây của cụ rất là to mày. Cái thống rất là lâu năm rồi. Ui giời, lúc quá là to luôn. Rễ nó như thế này. Cũng là loại cây của thụ, cái rễ của nó cũng khủng thật. Ui giời ôi. Tụt hút tuyên sướng ạ. Nó sâu. Sâu lắm. Cẩn thận nó rơi xuống ấy. Này sâu này thì đúng là khoai rồi. Nếu mà hôm nay may mắn thì còn có thể là gỡ gạc được. Chứ mà như thế này thì đúng rồi. Nó sâu gọi là sâu gầm vào trong này này. Sâu gầm vào gì? Lượng đất thì nó cũng phải rơi tầm khoảng hơn mét. Mét rưỡi. Thì khoai giấy thật. Khoai giấy hay là khoai mì đây? Khoai giấy. Khoai này là không ăn được à? Không ăn được. Chết rồi. Cái khoai giấy là cái loại khoai mà gọi là ngứa rách rời luôn. Thì là kiểm tra một lúc không thấy thì anh em mình di chuyển đi. Cái này khả năng là nó cũng chui ở đây. Hy vọng là nó sẽ lườn ra ngoài. Nếu mà may mắn là nó sẽ xui ra ngoài. Bởi vì cái lúc đấy nó leo lên trên chỗ này. Đấy, hay là xuống kiểm tra cái chỗ kia anh. Đấy xuống chỗ kiểm tra. Để xem nào, anh xem cái cống của Duy này. Lúc anh trên đây anh nhìn thấy không mắt nó đuôi nó ở chỗ này mà không biết là khoảng ấy là nó có thể nó sang bên này hay bên kia. Đây có thể là ở chỗ này. À, đây. Thấy không? Đó. Anh phải nhìn thấy đuôi đi rồi. Đâu? Từ từ đây. Ở chỗ này đấy gì? Anh phải nhìn thấy đuôi này. Anh phải nhìn thấy đuôi rồi. Đây rồi. Bới đi. Đừng đuôi ra để anh vứt cái này. Anh hiểu
ui. Gì đó. Cẩn thận nhá, cẩn thận nó phi nhá. Khách hàng gọi. Con vịt nó gọi làm gì cái này? Vịt á? Ừ. Chú nghe con ơi. Alo. Chú đây con. Sao ấy? Giọng khác nhỉ. Nó sao lại tắt máy rồi? Có lại nhá. Em nhìn em nghe như kiểu là đang khóc hay sao ấy. Hay là bị mẹ nó mắng? Chắc con này lại không chịu ăn chịu uống gì nó bị nó hơn là mấy bận. Thế rồi làm sao nhỉ? Không biết, em nghe là vừa khóc vừa ấy, bảo chú Đại ơi chú Đại, sao tắt máy luôn ấy. Ừ thì anh cũng nghe thế, là nó khóc mà, nhưng mà chưa biết làm sao, vẫn bay bận. Làm sao nhỉ? Là có chuyện. Chắc kiểu gì hay là mẹ nó mắng. Cái gì? Ủa. Đang khóc. Ở đâu mà lại sóng yếu thế nhỉ? Đang khóc là khả năng là ấy. Chắc lại giận dỗi gì. Trẻ con nó hay khóc nhè lắm. Nó đang nằm yên ở đây. Từ từ để gọi. Từ từ để gọi. Ơi chú đây, chú nghe đây con. Có việc gì không con? Chú nghe đây con. Ừ làm sao, làm sao, con phải nói làm sao chứ. Có việc gì, làm sao lại khóc? Hả? Mẹ không biết nữa. Nhưng mà hôm nay mẹ con đang đi nhân cháu với bác mẹ ông nữa. Ông ấy kéo mẹ con là đánh mẹ con, kéo mẹ con là đâu ấy. Như nào, sóng nó hơi yếu. Có ông làm sao? Ông làm sao? Có ông như nào, ông như nào? Ông ấy mập mập lắm. Mập. Ông ấy mập mập, nhưng mà ông ấy đánh con hay là như nào? Đánh mẹ con là đánh con nữa. Sao lại đánh, hay là chăn trâu giết gì nó vào vườn à? Không, ở đây thì người ta chăn trâu gì cả. Thế làm sao đánh? Anh em mình đến đi. Ở đó cho cái cầu bắt ong khoái nhá. Vâng. Ừ được rồi. Để chú đến nhá. Được rồi, để chú đến. Con cứ con trốn đi, con trốn, nhưng ông có đuổi đánh con không? Vừa đuổi vừa đánh. Thôi đi đi. Thế thì con trốn đi. Ừ kìa, nhưng mà rắn. Thôi kệ mẹ đi. Mẹ ăn rắn đi. Được rồi, để chú đến nhá. Đi. Đi con kia ấy. Cẩn thận. Ôi trời. Đây. Ông người béo béo nó bảo gì. Phải. Nhưng mà đi cùng với người ta mà. Đi cùng mấy vợ thì chết rồi. Đâu, gọi công ty xem. Phương ơi. Con đâu rồi? Đâu? Gầm cống à? À kia. Làm sao ấy? Làm sao? Tay chân sao lại xước sát hết ra thế này? Hả? Sao lại xước sát hết ra thế này? Ông ấy đuổi đánh con đây á? Vâng. Thế như nào? Mẹ con đang đi, ông ấy kéo mẹ con vào một góc ấy đánh mẹ con. Thế bây giờ mẹ con đâu? Mẹ con lên nữa. Thế nhưng mà bây giờ ông ấy vừa con nhìn thấy ở đâu? Con nhìn thấy ông ở chỗ nào? Nhưng mà vừa có phải là cái hai ông kia không? Hay là con nấp, hay là con nấp thì không thấy. Không phải ông đấy thì. Không phải. Kia như là chở vợ đằng sau sao? Thì chắc là không. Sướng cầm điện thoại đây con. Ở chỗ nào? Nhưng mà ông kéo mẹ con lên chỗ nào? Lên mãi cái chỗ rộng như cơ. Trên kia? Vâng. Thế nhưng mà hay là trâu bò gì vào vườn ăn? Kéo lên trên đấy là gì kìa? Rồi, có đánh con mấy lần chưa?
đánh con chưa? Chết rồi anh ơi. Kéo anh kéo này. Lên rừng khả năng là ấy rồi. Không. Ở chỗ nào Hương? Con ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Sướng ở đây đi. Chỉ cho chú. Sướng ở đây. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Khu trên kia gì? Trên kia gì? Thế bây giờ con ở chỗ rồi rồi kéo kia gì? Sướng mày ở đây đi. Mày ở đây với con bé thì để tao lên trên đấy xong có gì thì anh gọi nhá. Ok. Ở đây đi. Cho cháu ở đấy đi. Có gì anh lên anh theo dõi anh ấy sao? Mẹ chết rồi. Chắc có vấn đề rồi mọi người. Một cái sản phẩm gọi là đặc biệt của anh em mình. Đây là lấm linh chi. Đấy. Tức là về mọi người thì thường thấy những cái cây lấm mà nó đã lở xòe to như bàn tay này. Đấy. Thì đây là cái cây lấm linh chi này của anh em mình, nó khác biệt ở chỗ nó là lấm bao tử. Lấm mầm. Thì cái độ chất dinh dưỡng đạt trong thân cây lấm thì nó đạt được cái độ nhất định là tối đa để phục vụ cho mọi người về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Thì cái công dụng của lấm linh chi này thì cái công dụng đáng kể nhất tức là cái công dụng mà kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Ví dụ như ai chưa bị thì mình có thể uống để phòng. Và những người bị rồi thì vẫn có thể uống để kìm hãm cái sự phát triển của tế bào ung thư lại. Và đặc biệt cái lấm linh chi này thì có thêm rất nhiều tác dụng về những bệnh gan này, tiểu đường này, hoặc máu nhiễm mỡ mà sử dụng nước lấm linh chi mình đun uống hàng ngày thì về thời gian lâu dài nó không phải là thuốc điều trị nhưng mà nó sẽ hỗ trợ điều trị lên đến cái mức độ tối đa về cái lấm linh chi nhé mọi người nhé.